rồi vác cát vô đi. Đủ cát phải không? Đủ cát rồi phải không? Quay bên tôi với gửi cho mấy luôn nha. Nghỉ cho xin cho một $100,000 coi bạn gì ăn ấy cái này nè, lịch sử của Bình Phước. Rồi đá vô đi, đá vô nè, nước bốn nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.